chào quý vị khán giả của VTV. Ngày hôm nay thì Quỳnh rất là vui khi có thể ngồi đây để cùng chia sẻ về những vai diễn trong năm qua của Quỳnh. Năm 2022, Quỳnh có hai vai diễn là Sơn Ca và Hạnh. Vậy có điểm tương đồng nào giữa Quỳnh và hai nhân vật này không? Để mà nói đến điểm tương đồng thì Quỳnh nghĩ là không đâu. Bởi vì Quỳnh ở ngoài đời sẽ khác hoàn toàn những nhân vật đó. Như Sơn Ca chẳng hạn, Quỳnh nhắc đến Sơn Ca thì Quỳnh đều cảm thấy rất là rưng rưng nước mắt. Mỗi lần mà nhân vật Sơn Ca mà cười thì trong cái nụ cười cô ấy, ngoài sự hồn nhiên ra thì chất chứa bên trong rất là nhiều những nỗi buồn mà cô ấy sẽ không thể hiện ra bên ngoài. Nhưng nụ cười của Sơn Ca lại mang đến cái năng lượng rất tích cực tới cho quý vị khán giả. Còn với Đừng Làm Mẹ Cáu thì một cô gái đầm thắm, dịu dàng nhưng cũng không kém phần mãnh liệt và nghị lực để vươn lên trong cuộc sống, để trở thành một bà mẹ đơn thân. Có một câu nói ở trong Hạnh mà Quỳnh luôn luôn ghi nhớ, đó là dù có vất vả khó khăn đến thế nào đi chăng nữa thì tôi tin là mình cũng sẽ vượt qua. Anh Trung, anh Ngô, em bóc cho anh nhé. Để nhắc lại một kỷ niệm với vai diễn Sơn Ca và bộ phim Gara Hạnh Phúc, Quỳnh muốn chia sẻ điều gì? Thì Quỳnh thấy cảnh nào Quỳnh cũng nhớ. Vì bây giờ mỗi lần nhắc đến Gara Hạnh Phúc là Quỳnh đều rất là sợ và cũng bị ám ảnh ý, bởi vì là có quá nhiều áp lực, có quá nhiều thứ từ sức khỏe này cho đến tinh thần để có thể hoàn thiện vai diễn đó. Cái điều sợ đó lại mang đến cho mình những cái thành công nhất định trong cái vai diễn đấy. Thời tiết rất là kinh khủng và trong những tháng đỉnh điểm nhất là tháng 6, tháng 7, tháng 8. Mỗi lúc quay Sơn Ca, Quỳnh không thoại được và bị nóng quá mà Quỳnh mặc toàn những cái đồ rất là nóng. Và có những đoạn mà rất là cao trào mà Quỳnh và bạn diễn quay đi quay lại rất nhiều lần vì trời quá nóng. Vậy còn Hạnh của Đừng Làm Mẹ Cáu, vai diễn này có làm khó cho Quỳnh không? Sơn Ca đã là một vai diễn mà Quỳnh nghĩ là đã khó với Quỳnh rồi. Mình sang Đừng Làm Mẹ Cáu thì Quỳnh cũng thế, nhưng mà ngay cái khâu mình đọc kịch bản ấy là bắt đầu nước mắt của Quỳnh chảy theo cùng với cả nhân vật. Và Quỳnh thấy là mình đã cảm với nhân vật này rồi. Và lần nào mà Quỳnh đọc kịch bản, Quỳnh cũng khóc theo nhân vật của mình. Và Quỳnh biết là Quỳnh sẽ làm được. Nếu như những người mẹ mà chúng ta đã có kinh nghiệm rồi thì chúng ta sẽ hóa thân một cách dễ dàng hơn. Còn với Quỳnh gần như là một trang giấy trắng để biến hóa thành một bà mẹ biết cách lắng nghe con, chia sẻ với con, dạy dỗ với con để làm sao mà hai mẹ con có thể dung hòa được với nhau. Mẹ có chồng rồi mẹ sẽ không có gắt và bị tiền mắng kinh nữa. Happy! Mẹ nói cho con biết, con là trẻ con không phải là thần đồng. Đừng tỏ ra cái gì mình cũng biết. Mẹ cần con tìm chồng cho mẹ à hả? Trong Đừng Làm Mẹ Cáu, phân đoạn nào Quỳnh ấn tượng nhất? Còn với Đừng Làm Mẹ Cáu thì ấn tượng với những cảnh quay với cả bé con. Khi mà Quỳnh quay với cả con gái của mình thì Quỳnh cảm thấy rất là vui, rất là yêu. Và cái tình yêu của Quỳnh dành cho Happy đúng như một người mẹ dành cho người con. Để hóa thân thành một bà mẹ đơn thân, Quỳnh đã nghiên cứu và chuẩn bị những gì? Quỳnh đã phải tham khảo rất nhiều bộ phim về tình mẫu tử. Và Quỳnh đã ngồi xem, ngồi nghiên cứu, ngồi xem từng phân đoạn họ diễn với con của họ như thế nào để Quỳnh biết và Quỳnh sẽ điều chỉnh và Quỳnh lấy họ làm nguồn cảm hứng đưa vào vai diễn của mình. Và Quỳnh đã tham khảo rất là nhiều thứ ở bên ngoài, cộng thêm cái bản năng của một người diễn viên nữa để Quỳnh có thể hóa thân một cách rất là nhẹ nhàng cùng với Hạnh và em bé Happy trong Bà Mẹ Đơn Thân. May mình nhờ có Happy, mẹ mới nên người được. Quỳnh hãy hé lộ một vài tình tiết tiếp theo của Hạnh cũng như bộ phim Đừng Làm Mẹ Cáu. Trong những tập tiếp theo thì sẽ hóa giải những cái khúc mắc, những cái sự hiểu lầm của Quân với Hạnh để mà đi đến được với nhau hay không thì vẫn phải nhờ quý vị khán giả cùng tiếp tục theo dõi bộ phim. Và Quỳnh tin chắc rằng trong những tập tiếp theo sẽ luôn luôn có những cái điều bất ngờ để gửi tới quý vị khán giả. Đương nhiên là bộ phim sẽ có một cái kết rất là đẹp ạ. Dặn con như nào hả? Happy! Happy!